thấy vui vậy là cô á là muốn cho chú á, tại cô cũng nói luôn là thấy chú cái giò này của ngộ chú. Sự tài trợ của cô bên Florida là sửa nhà lại cho cái gia đình đốt đèn dầu của ông bà cô chú. Thì cái anh này là anh thợ là phụ trách, và mình hỏi ảnh giá vật liệu bao nhiêu, thì để ảnh nói cho ông bà cô chú anh chị các bạn và cô Florida tham khảo nha. Dạ chào anh. Rồi hôm nay em có nhờ anh qua bên bển anh đo đạc rồi nhà đó, rồi anh thấy cái tình hình cái nhà đó nó làm sao? Cái đó thì nó hư trên nóc, hư thiết hư với hư một cây cột với một người tay hư hết. Thì nếu được hỗ trợ lập lại cho anh thì phải thay bộ đồng tay. Mà Thay bộ đồng tay đó cỡ bao nhiêu tiền anh? bộ tay đó 1,4 triệu, Triệu tư. cái gốc 300 đến 1,7 triệu. Triệu bảy. Còn tiền thiết là nếu mà lập thiết thước nó 90 ngàn là 50 thước là 4,5 triệu. Đó. Còn tiền công tôi làm thì chắc khoảng 1,2 triệu. Cỡ 1,2 triệu không? Tiền Cái chơi là 1,2 triệu tiền tiền công á, là mấy người? Mấy người bốn chơi? người 4 người không? Mà cái đó anh dự định là thời gian làm hoàn thành có bao lâu? làm trong ngày. Trong ngày đúng không? Thì bữa nay thì ngày mai không làm đúng không? Thì tới hôm nay em quay clip này xong mình em đăng lên là ngày mai không làm, ngày mốt là làm. Ngày Mà mốt ngày mốt làm cỡ mấy giờ? Mấy giờ anh làm? làm thì có thể tôi làm hết giờ kia là 11 giờ, gì ăn cơm là quen làm liền, tôi Ý chịu tôi là ngồi chừng nữa đó, tranh khi thủ khi làm. nào mà chuẩn bị mà làm á, anh alo cho em để em qua trước giờ làm nha, để em qua để em quay cho ông bà cô chú xem. Thì anh này Thì á, phải đi mua cây nữa, phải có cây liền. ý là hôm nay thì em qua em đưa cho anh trước là 2 triệu nha, rồi khi nào mà tới tới mà qua đó là làm vừa nhà xong là em đưa đủ luôn Rồi rồi. nha. Thì anh dự tính là theo á, bây giờ dự tính cho nó chắc ăn đi ha, cái như chắc quá dư thì mình gỡ lại ha, không không còn ai sao bây giờ không gỡ gỡ là chủ ấy, nhà ý chứ. ý là gỡ lại chủ nhà, thì cái điều dư á, thì để em hỏi ý kiến tiếp. Còn anh theo anh cộng thử, anh cộng Cộng thử thử là thì có bao chắc nhiêu? khoảng tầm 7,6 triệu rồi đó. 7,6 triệu hả? Chắc cũng còn dư cỡ 400 này kia đúng Vậy không? 7,6 triệu hả? Vậy cũng được rồi, nhưng mà ông bà cô chú và cũng nhờ em qua, thì mùa này thì cũng mùa mưa, mình cũng giải quyết cho nó nhanh. Nè, ảnh là cũng là thợ mộc của ông bà cô chú, và anh cho em hỏi là anh theo nghề thợ mộc được bao lâu à? Hai mấy năm, Hai mấy năm mà cũng cũng ba cứng không? Nhưng mà anh thấy cái nhà đó là ở nhà đó dưới. đó tôi cắt cho anh đó. Thì lúc đó bên anh là cắt từ thiện cho hả? Từ thiện chắc là khá một đằng á, Cắt vì này gia đình hồi đó ông ở bản xứ ở đây, rồi ông đi về trong Phú Lâm trong khổ lắm, dạ rồi tôi mới kêu ông về đây nè, dạ về đây mới 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 lo cây cối. dạ Hồi đó thì kinh phí mình không có nhiều, ừ rồi mà bà con ông góp cũng cho đồng bạch đằng cộng đồ cắt cho ổng vậy thôi chứ cũng không có được cây tốt. Bây giờ à tới đây thì hồi đó lợp thiết dởm không, mà bây giờ lá tre rồi đó, mà dớt xuống một người như mưa gió dùng cảnh gia đình ông chú dạ đến chú biết rồi đó, thì là kiểu như ổng thì bị bệnh, má dạ thì cũng nói chung là không được bằng ta, còn dạ con thì có thằng con tâm thần dạ khổ. Mà anh thấy cái hoàn cảnh này giúp là cũng ok đúng không? Đúng Thì rồi. đây là em gửi cho anh trước để anh mua mua đồ nha. Rồi khi nào bữa nay là ngày mùng mùng 4 đúng không? Bữa nay mừng ngày mùng 3. Bữa nay ba mùng 3. mùng ba mùng Mùng bảy 3. Bữa nay mùng 3. hai Gì? mùng ba mùng Mùng 3. Thì là ngày ngày mốt đúng không? Mùng 5. Ý là chuẩn chuẩn bị mà 11 giờ đúng không? Thì cỡ 10 giờ em bán bánh mì xong thì em qua có gần gần khu vực này uống cà phê đúng không? Là lỡ lỡ ngay ngay, lỡ ngay. mạng anh điện em Điện qua em chạy qua để em quay cho uống và cô chú được xem. Thì đây là 2 triệu gửi anh trước nè. Tiền này để tôi đi mua cây nè. Thì vừa Tiền luôn. thiết thì khỏi, tiền thiết nữa mình lấy rồi chung người ta cũng được. Mà thiết đó cũng cái dạng trung bình không hay Thiết là đó tốt hay nó sao? nó
chưa đặc biệt không, bị nó xài 90 ngàn, đặc biệt 120 ngàn. Ờ, vậy là 90 thôi đúng không? Mà cái đó là cũng dạng trung bình rồi đúng không? Được rồi đúng không? Nhà sức cũng lập đó không à. Rồi. Nói chung nhà đó thì ông làm thiết đó cũng tương đối. Tương đối à, ừ. Để cho nó phù hợp ha. Ừ. Mà làm xong nữa làm cho nè, gửi mình 2 triệu. À, trước làm sao mà cho thấy ngon ngon, tại tôi nhiều cho đừng có dột là ok rồi. Tôi làm cho ổng thì chỗ nào gấp dưới của tôi phải cần thiết phải làm thêm nữa chứ đâu phải chú hỗ trợ là tốt rồi. Đúng rồi, ý là như vậy thì em cũng nhờ anh cái phần này nữa nha. Thì có thể mình tóc mấy cái thiết đó xuống ha. Rồi mình lập lên, rồi cái phần dư á mình thấy chỗ nào ở dưới của ổng ấy á mình đắp vô luôn. Cũng thì mấy anh làm thì mình cũng ăn tiền, nhưng cái điều mà mình kể như giúp đỡ chú ấy là mình tận dụng cái kia lại làm cho xài lâu một chút nha. Rồi, thì rồi. Vậy đó. Rồi thì vậy. Thôi em cảm ơn anh nhiều nha. Dạ thì đó, quý ông bà cô chú thì em cũng qua đây để đưa cho ảnh trước là 2 triệu. Khi nào mà xây nhà rồi sửa nhà xong thì sẽ đưa số tiền còn lại, giờ chừng nữa sẽ tính. Anh nhớ anh mua về anh đưa hóa đơn về cho em nha. Dạ để em cho quý ông bà cô chú xem. Nó thì một nữa cảm ơn anh nha, nhờ anh giúp đỡ. Dạ chào anh. À, cái hình ảnh của ngôi nhà đốt này dầu của bà chú thì đây là những cái cảnh cuối cùng của ngôi nhà này. Từ ngày mốt thì nó sẽ thay đổi hoàn toàn nghe quý bà chú. Như vậy là trời mưa nó sẽ dột hết nghe quý bà chú nha. Đây nè, thì ra thì em nghĩ quý bà cô chú coi là có lúc nãy cũng có hỏi anh thợ rồi, thì cái nhà này ngang là tầm cỡ 3m6 nha. Là ở trên đây thì mấy cái gỗ dưới đây thì gọi là nó cũng còn ok nha. Thì mình có kinh phí tới đâu thì làm tới đó. Clip này cũng cảm ơn cô bên tiểu bang Florida rất nhiều. Rồi chú, đây là ở trên đó là đây là mình thay mấy cái cây hết những cái cây trên đó là nó bị mục hết rồi, thay hết nguyên cái dàn cái cây trên đó. Đây là mấy cái cây này, mấy cây gắt ngang này nè, gắt ngang thay hết, giờ tóc bỏ ra mua cái tôn mới để vô nha. Và thêm một phần nữa là thay ở đây quý ông bà cô chú, và thay cái cột đó tiêu à, đây thay cái cột này nè quý ông bà cô chú, cái cột này bây giờ nó mục hết rồi, giờ là thay lại cái cột này nè, nó đây cái cột này nó uống một chút, nó thay là thay nguyên cái cột này nó uống một của chú anh chị bạn đó. Còn ra đây rồi mình cũng có bàn với mấy ông thợ uống một chút thì thay mấy cái cây ở trên đó hết, tại vì bây giờ nó mục à, nó rớt mấy con bụi xẻ xuống à. Tóc thay mấy cái cây đó hết, rồi tôn này thay mới hết. Và những cái tôn lấy mà tận dụng lại đó quý ông bà cô chú, thì mình sẽ nhờ mấy ảnh để đắp vô mấy cái này cho nó liền lạc lại luôn quý ông bà cô chú. Đây giống như đắp nhồi vô luôn cho nó liền lạc lại, bây giờ nó cũng cũ nó xét hết rồi. Bây giờ chuẩn bị lập nhà lại chú thấy vui không? Vui không? Ý là con nói với chú, tại chú giờ chưa nói, bây giờ là nói cho là cái ý làm gì nha, là tóc tôn ra hết. Chú nghe rõ không? Tại chú hơi lẳng tài mà chú nói nghe rõ thì nghe không nghe thì nói nha. Tóc hết mấy cái tôn ra hết, thay mấy cái cây ngang đó lợi luôn, tôn mới và mấy cái cây ngang đó làm mấy cây mới luôn, mà làm còn mấy cái tôn trên đây làm lấy xuống mình đắp vô mấy cái này, thấy không, là cho nó chắc chắn ra nữa, với cộng thêm nữa là cái cây cột mà bị gãy đó là thay luôn. Rồi cảm thấy có sửa nhà như thấy vui không? Cái này là tới là con có ấy là thợ hết rồi thấy vui vậy. Là cô á là muốn cho chú á, tại cô cũng nói luôn là thấy chú cái giò này của bộ chú đó, cái giò là bị gút cứng khừ luôn. Rồi tại cô viện trợ hết này, chú biết bao nhiêu tiền không? Là 8 triệu đó, mà nghe hỏi mấy chú thợ rồi, theo tính mua mấy cái tôn này cũng dạng là trung bình khá nha, không phải giống như mấy cái tôn cũ của chú nha, tôn là cũng cái dạng là khá khá đó.
rồi cộng hết là nguyên cái vàng luôn á, là theo chú đó là tính khảo khảo sơ sơ là 7 triệu mấy rồi nha, nhưng mà phạm vi của mình làm là cỡ 8 triệu thôi là hết như nhà chú, mà con nghĩ con hỏi trước hết rồi, tính ra là chắc nó còn dư một mớ nha, chứ sẽ không hết 8 triệu. Thì tới cái phần còn dư lợi thì con sẽ hỏi ý kiến của cô bên tiểu bang Florida rồi tính tiếp nha. Còn bây giờ là bây giờ cũng mùa mưa rồi, nhưng nói gì cho chú bộ chú mừng là con có bàn với mấy người thợ rồi, giải quyết trong ngày luôn nha. Còn giải quyết là làm trong ngày luôn, buổi trưa là làm là xong luôn. Và bữa nay là mùng 3, ngày mơ là mùng 4. À, rồi tới ngày mùng 5 là tại vô mấy ngày kia, mấy ngày tốt á thì người ta bận hết rồi, người ta không làm được. Còn cái dạng này nhà mình không phải là nhà cắt, nhà mình nhà sửa thì lúc nào cũng được, chứ đâu phải nhà mình cắt đâu. Mà chú thấy không, lúc xưa chú cắt này kia, chú coi ngày này kia, cái giò cũng vậy à. À, bây giờ mình chơi ngày mùng 5, mà theo con được biết á, ngày mùng 5 là ngày vui đi đó nha, ngày đó cũng sang lắm đó, chứ mình đừng nghĩ cái nhà này là cái nhà sửa nha. Thì đó, tâm là Bến Long An nè. Ồ, cái gì? Phú Tăng. Phú Tăng, quên lộn. Rồi bây giờ chú cho khán giả được trên con kênh con được biết là chú tên gì để hỏi lại nha. Võ Văn Cọ. Võ Cọ. Cọ. Cọ hả? Võ Văn Cọ. Chú hôm nay chú được nhiêu tuổi? 58. 58 rồi vợ chú? 60. 60 hả? Rồi vợ chú tên gì? Phan Thu Nguyệt. Phan Thu Nguyệt, 60, lớn chú 2 tuổi. Rồi chú có mình một bé này hả, Phú Tăng hả, hôm nay 19 tuổi phải không? 23 hả, rồi lớn rồi quý ông bà chú. Thì cảm ơn chú nha. Dạ, quý ông bà cô chú thì em review sơ cho quý ông bà cô chú anh chị các bạn được xem. Và cái clip này đại diện cho gia đình chú Cọ đúng không? Chú Cọ. Cảm ơn cô bên tiểu bang Florida đã tài trợ để lợp nhà cho chú. Và đây là cái như quý ông bà cô chú nhìn kỹ nha, đây là cái hình ảnh cuối cùng của cái ngôi nhà. Và từ tối nay em dìm up lên, ngày mai không làm, tới ngày mốt là cái hình hài của cái ngôi nhà này nó sẽ mới toan lên và không có bị mưa dột này kia nó theo bà hay cô chú, và mấy cái cây cũng không có mà mọt này kia rớt xuống. Và một lần nữa cái clip này cũng đại diện cho chú Cọ, cảm ơn cô bên tiểu bang Florida. Và cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú đã thương tình ủng hộ kênh Năng Lực Sống Channel. Quý ông bà cô chú thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ em để chia sẻ cho cái clip em được đề sức rộng rãi, để cho cái clip em lan tỏa nên có cơ hội giúp những cái hoàn cảnh khác. Và một nữa bye, xin chào, hẹn gặp lại. Cảm ơn rất nhiều quý ông bà cô chú ơi. Đây.